Em chào cô Thu Hà. Chào Minh Tuấn. Đáng đáng đáng, đây là một phần xôi đặc biệt dành cho một người đặc biệt, đó chính là cô. Bởi vì em biết là cô rất thích ăn xôi. Ơi, cảm ơn Minh Tuấn. Dạ. Minh Tuấn rất là hiểu cô đó nha. Và nhân nhìn món xôi này thì cô nghĩ ai ra món ăn ngày hôm nay rồi đó. Nhưng mà em nghĩ là trước hết mình sẽ chào khán giả, sau đó mình sẽ đến ngay với lại món ăn của cô nha. Đầu bếp Thu Hà và Minh Tuấn xin được chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Rồi cô, hôm nay sẽ là một món ăn đặc biệt gì đây ạ? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để thực hiện món xôi tôm củ sen. Để làm món xôi tôm củ sen, chúng ta cần chuẩn bị 500g củ sen, 2 chén xôi lá cẩm, 150g tôm sú lột vỏ, 50g giò sống, tương ớt, hành tím phi, đầu hành lá băm, dầu hành lá, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sơ chế sạch phần tôm này, lau cho thật ráo. Và bây giờ chúng ta sẽ đập dập và băm sơ. Khi mà mình đập dập như vậy thì tôm khi mình quết sẽ có độ dai. Sau khi mà đập dập tôm thì bây giờ mình sẽ băm sơ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nêm gia vị vào trong phần tôm đã băm này. Một nửa muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đầu hành lá băm nhỏ. Cho luôn phần giò sống này trộn đều rồi chúng ta mới thật sự là chúng ta quết, rồi chúng ta sẽ đập cho cái phần nhân tôm này thật là dai. Tiếp theo thì cô sẽ sơ chế cái phần củ sen này. Với củ sen thì trong món ăn này chúng ta sẽ chọn những củ sen có đường kính đều nhau như vậy thì món ăn sẽ được tạo hình đẹp mắt hơn. Đối với củ sen, sau khi mua về gọt vỏ xong thì chúng ta sẽ ngâm vào trong nước có pha một chút muối. Như vậy thì củ sen sẽ trắng đẹp. Đối với món ăn này, chúng ta sẽ nhồi cái phần chả tôm vào trong những cái củ sen này. Chúng ta sẽ dùng một chiếc đũa xoay vào cho những cái lỗ, những cái củ sen này nó sẽ đều ra. Như vậy thì mình sẽ nhồi dần vô dễ dàng và làm cho món ăn đẹp mắt. Chúng ta sẽ bắt một cái sửng nước lên trên bếp. Chả tôm sau khi đã quết dai rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào một cái túi bắt bông kem, rồi sau đó sẽ bơm vào trong củ sen thì sẽ rất là dễ dàng. Sau khi mà đã nhồi phần nhân vào trong các cái củ sen rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng giấy bạc, chúng ta sẽ cuộn cái củ sen này lại. Công dụng của cái việc là mình cho cái phần mà củ sen với lại nhân mình cuộn lại trong giấy bạc là để làm gì cô ạ? Việc chúng ta gói cái củ sen ở trong cái giấy bạc như vậy, thứ nhất là sẽ làm cho củ sen mau chín, thứ hai thì cái phần nhân bên trong nó sẽ được giữ yên ở trong củ sen. Rồi xếp cho thật chặt lại. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong sửng hấp. Mình hấp khoảng chừng 20 phút từ lúc nước sôi thì chúng ta lấy ra và để cho nguội bớt. Phần xôi thì rất là đơn giản. Chỉ cần cho xôi vào trong một cái cuộn nặng bao thực phẩm á. Sau đó thì chúng ta cuốn lại. Và bây giờ thì đủ thời gian rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tắt lửa và chúng ta sẽ lấy cái phần chả tôm ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho phần trình bày. Phần xôi bây giờ chúng ta sẽ cắt lát dày khoảng chừng 1 phân. Phần củ sen chúng ta cũng sẽ cắt lát củ sen này dày khoảng chừng 1 phân. Cách trình bày món ăn này rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần đặt xen kẽ một miếng xôi và một miếng củ sen. Chúng ta sẽ rưới lên đây một ít dầu hành lá và rắc lên một ít hành tím phi, điểm lên trên đây một ít đọt rau thơm và chúng ta thêm vào đây một ít xà lách. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất món xôi tôm củ sen. Và đây là cô mời Minh Tuấn thử nha. Dạ rồi, em cảm ơn cô. Một miếng tương ớt và rất là tuyệt vời luôn. Phần giò thì ngọt và rất là vừa ăn, hòa với lại vị giòn giòn của củ sen. Còn xôi thì rất là dẻo, ăn với tương ớt thì cực ngon luôn. Quý vị phải thử món này tại nhà nha. Và quý vị khán giả hãy thực hiện món xôi tôm củ sen cho các thành viên trong gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Và nếu như quý vị muốn xem lại công thức của món ăn ngon này thì quý vị hãy nhớ truy cập vào trong website của chúng tôi là mongonmoingay.com để xem lại quý vị nhé. Và đến đây thì đầu bếp Thu Hà và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Món Ngon Mỗi Ngày.